Top 5 điều mà Apple không nói cho các bạn biết vào ngày ra mắt sự kiện. Có quay TikTok đâu? Apple không nói nhưng mà tôi, Rường Công Nghệ sẽ nói cho các bạn biết. Số 1, iPhone 13 có GPU yếu hơn iPhone 13 Pro. Khác với các thế hệ trước khi mà GPU và CPU đều có cùng số nhân và xung nhịp thì năm nay iPhone 13 series lại sử dụng GPU khác nhau. Cụ thể, iPhone 13 và 13 mini sẽ có GPU là 4 nhân, trong khi 13 Pro và 13 Pro Max sẽ có GPU là 5 nhân. Khi khả năng cao thì mình nghĩ rằng là Apple họ làm điều này để có cái lý do gì đó, người ta còn nâng cấp lên bản Pro và Pro Max chứ đúng không? Và cái giá của sự chênh lệch anh em phải trả như mình tham khảo tại Cellphone S với Apple iPhone 13 Pro sẽ là khoảng 30.490, còn iPhone 13 Pro Max sẽ là 32.490. Và anh em lưu ý giúp mình, đây là giá dự kiến cho hàng chính hãng VNA nhá. Link cụ thể hơn thì anh em có thể tham khảo bên dưới phần mô tả. Số 2, đó là hỗ trợ đến hai cái eSIM lận. Kể từ thời iPhone XR thì Apple đã cho phép người dùng sử dụng cái eSIM rồi. Tuy nhiên khi đó thì chỉ hỗ trợ một eSIM thôi. Muốn dùng hai SIM thì các bạn sẽ bắt buộc phải có thêm một cái SIM vật lý nữa. Và năm nay phải chờ mãi thì Apple mới tung ra phiên bản điện thoại có hai cái eSIM cho tất cả chúng ta đều sử dụng. Đây sẽ là hỗ trợ cực kỳ đắc lực dành cho bạn nào muốn dùng nhiều SIM một lúc. Nó đỡ mất công tháo lắp khi mà các bạn chuyển máy. Chúng mình cũng đã có một vài video về eSIM, các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tham khảo tại các video trên Vật Vờ Studio. Số 3, đó là viên pin sẽ trâu hơn đáng kể. Trong sự kiện thì Apple đã đề cập đến cái việc đó là thời lượng sử dụng của cả dòng iPhone 13 đều lớn hơn. Con số chênh lệch cụ thể thì chưa biết. Tuy nhiên khi mà nhìn vào kích thước tổng thể thì chúng ta cũng đoán được rồi. Máy nó to hơn một tí, nó lại nặng hơn một tí, nó đầm đầm hơn một tí thì chắc chắn là viên pin sẽ phải có dung lượng lớn hơn một tí rồi. Nhưng mà mình đang thắc mắc là không biết là nó to hơn một tí này thì ốp iPhone 12 Pro Max với iPhone 12 các thứ thì có dùng chung được không nhỉ? Số 4, đó là chuẩn ProRes. Các thế hệ iPhone từ 12 đổ về trước thì đang dùng chuẩn nén video là H265. Cái này chắc là nhiều bạn biết rồi. Chuẩn này thì có ưu điểm là nén video tốt, dung lượng lưu trữ nhỏ. Tuy nhiên, chi tiết lại kém nên là rất khó để có thể chỉnh sửa hậu kỳ. Trong khi đó thì ProRes trên iPhone 13 sẽ khắc phục được mặt chi tiết, từ đó giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa hậu kỳ hơn. Nhược điểm thì chắc chắn là sẽ tốn dung lượng một tí rồi. Tuy nhiên, bản 128GB sẽ chỉ có thể quay video ProRes ở độ phân giải là 1080p. Trong khi đó, các phiên bản bộ nhớ trong cao hơn như là 256GB, 512GB và 1TB sẽ hỗ trợ quay ProRes ở độ phân giải là 4K. Do đó, muốn có trải nghiệm ProRes xịn nhất thì đương nhiên là các bạn phải dùng những cái phiên bản bộ nhớ cao cấp hơn rồi. Nhìn chung thì đây là một nâng cấp vô cùng đáng giá cho những bạn nào mà muốn chỉnh sửa video chuyên nghiệp trên máy tính. Còn quay video để lưu trữ khoảnh khắc hoặc là up story như là chúng mình làm thì sẽ không cần phải sử dụng những cái chuẩn này. Số 5, chế độ Cinematic Mode. Đây có lẽ không phải là một tính năng quá mới với nhiều mẫu điện thoại Android. Thế nhưng bây giờ thì Apple mới mang lên iPhone 13 series. Cứ mà muộn hơn một tí nhưng mà có thì vẫn là đáng kỳ vọng đúng không? Nghe nói là nó có thể tự động chuyển đổi khoảng cách lấy nét trên khung hình trong lúc quay video. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể tùy chỉnh theo cách thủ công để thay đổi hoặc là khóa tiêu điểm trên chủ thể. Tuy nhiên theo những gì mà mình nhìn thấy trong sự kiện thì có vẻ như là iPhone 13 lẫn iPhone 13 mini sẽ không thể sửa được việc lấy nét chủ thể sau khi quay video thì phải. Trong khi đó iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có thể thay đổi được điểm lấy nét sau khi mà các bạn quay video luôn. Mình nghĩ đây cũng là một cái điểm hợp lý thôi, bởi vì là hai phiên bản Pro cũng như là Pro Max sẽ làm tốt hơn, đa năng hơn vì có được ống kính tele. Có thể là Apple sẽ cho quay video cùng lúc bằng cả 3 ống kính, từ đó sẽ cho phép người dùng dễ dàng chỉnh sửa hơn sau khi quay video xong. Bạn làm cái gì đấy? Tôi đang tìm kiếm một góc nhìn mới. Đang tìm kiếm những góc nhìn mới về công nghệ, hãy ghé thăm ngay vatvastudio.vn. Và đó là tất cả những gì mà có thể các bạn chưa biết trên thế hệ iPhone 13 series mới nhất. Còn những điểm nào hay ho mà Apple không công bố trong sự kiện mà chúng mình bỏ sót hay không thì các bạn có thể để lại phía dưới phần comment cho chúng mình được biết nhé. Và anh em đừng quên đó là nếu như những cái điểm mà Apple không nói đủ sức gây kích thích với các bạn thì hãy tham khảo ngay đường link phía dưới phần mô tả dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Cellphone S. Ở đây thì đang có chương trình đặt hàng những chiếc iPhone 13 series với mức giá cực kỳ là ngon. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều chương trình hỗ trợ anh em trong mùa dịch này. Có thể kể đến là sẽ hỗ trợ giao hàng này hoặc là trợ giá lên đời, cũng như là sẽ giảm giá rất nhiều phụ kiện nếu như anh em mua kèm với iPhone 13 series.
Và nói chung là video của chúng ta ngày hôm nay thì cũng chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và nếu như thấy hay, hãy like, share và subscribe Vật Vờ Studio. Vì sắp tới chúng mình sẽ làm nhiều video hơn nữa liên quan đến những chiếc iPhone, những chiếc iPad mới. Nên đừng bỏ qua nhé. Còn bây giờ mình đi ăn sáng đây. Mày quay TikTok đi. Mày quay TikTok à? Ừ. Ê mày thích.